Với mong muốn tạo ra các sản phẩm khuyến khích các em học sinh vừa học vừa chơi qua các hoạt động thực hành, tìm tòi và sáng tạo, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn bo mạch làm gì nào. Công ty cơ điện tử VAP chế tạo ra bo mạch làm gì nào dựa trên bo mạch Makey của trường MIT tại Mỹ. Bo mạch phù hợp với trẻ em từ 6 tuổi trở lên, kích thích sự sáng tạo và nuôi dưỡng niềm đam mê từ nhỏ. Làm đi nào giúp các bạn phát minh chỉ bằng những sợi dây nối cá sấu, kết nối bo mạch với cục đất nặng và sợi dây cá sấu. Nối một sợi nữa vào đất, khi chạm vào bo mạch, máy tính sẽ nhận tín hiệu như một bàn phím. Với mặt trước là các nút bấm như các phím điều hướng, phím khoảng cách và phím chuột trái. Và khi cần nhiều kết nối hơn, ngay mặt sau của bo mạch là một vài phím khác thao tác cùng với kết nối mở rộng giúp bạn sử dụng làm đi nào như một Arduino. Không cần lập trình, không cần phần mềm cài thêm, đơn giản là cắm USB và làm đi nào là sẵn sàng. Không chỉ mang lại một sản phẩm sáng tạo dành cho trẻ em Việt Nam, chúng tôi còn thiết kế bo mạch làm đi nào với chất lượng và giá cả phải chăng. VAP còn tạo ra một số các phụ kiện đi kèm nhằm giúp cho các bạn có thể tải về và tự làm để chơi với con của các bạn. Vì một cái môi trường giáo dục tiên tiến hơn, hay ủng hộ sản phẩm của cơ điện tử VAP. Hãy sáng tạo cùng làm đi nào. Làm đi nào. Làm đi nào. Làm đi nào.